mang mệnh mộc, tìm hiểu về phong thủy để trở nên giàu có và thành công. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Trong thuyết âm dương ngũ hành, trong đó có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Những người thuộc mệnh mộc sẽ tượng trưng cho cây cối, sự sống của con người, loài vật. Mộc được phát triển, sinh sôi từ những cơn mưa, nguồn nước mà tạo hóa đã mang lại để có thể duy trì thực vật trên hành tinh này. Từ đó, chúng ta có thể đưa ra một kết luận rằng mộc được sinh và nuôi dưỡng từ thủy. Như vậy, người thuộc mệnh mộc sẽ có những đặc điểm, đặc trưng, những nét tính cách nào nổi bật. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ cùng quý vị và các bạn đi tìm hiểu và giải mã những điều thú vị mà có thể bạn chưa được biết về những người mệnh mộc. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Hành mộc là gì? Hành mộc tượng trưng cho mùa xuân, cho cây cỏ hoa lá, cho sức sống mãnh liệt và dồi dào của cây cỏ. Mộc cũng đại diện cho phương chính đông và đông nam. Khi là âm mộc, hành này chủ về mềm mại và dễ uốn nắn. Khi là dương mộc, hành này lại chủ về sự cứng rắn, bền chắc như thân gỗ lim. Xét về mục đích sử dụng, khi dùng với chủ ý thiện lành, mộc là cây gậy chống, giúp chống đỡ, nương tựa. Còn khi dùng với chủ ý ác dữ, mộc là ngọn giáo, có tính sát thương cao, có thể tấn công mà cũng có thể tự vệ. Cây tre được ca tụng vì sự mềm dẻo trước gió, nhưng cũng vẫn đủ cứng chắc để làm giàn giáo. Đây cũng chính là đại diện tiêu biểu cho hành mộc. Khi ở hình tượng cây cối, hành mộc mang năng lượng mạnh, thể hiện tính tăng trưởng cao, dễ dàng sinh sôi, nảy nở, dễ dàng nuôi dưỡng, thích nghi với môi trường xung quanh. 2. Mạng mộc sinh mùa nào tốt nhất? Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì có lẽ mùa xuân là mùa hợp nhất với mệnh mộc. Mệnh chủ mộc nếu sinh vào mùa xuân thì mệnh cực vượng, có các khí dồi dào, được thời lệnh che chở nên sức khỏe tốt, phúc khí vây quanh. Các mùa khác có điểm tốt, điểm xấu, có những điểm mà mệnh chủ mộc nếu sinh trái mùa thì nên chú ý hơn, giữ gìn sức khỏe và may mắn cho mình. Tính cách, đặc điểm, vận mệnh của người mệnh mộc. Người mệnh mộc bản tính hài hòa, linh hoạt, phóng khoáng. Họ là người giàu tình cảm, có trái tim nhân hậu. Người này luôn lạc quan, yêu đời, thích kết bạn với mọi người. Họ tự tin vào bản thân mình, sẵn sàng thể hiện bản thân. Về ngoại hình, người mệnh này thường có thân hình to cao, da trắng, vẻ đẹp đầy đặn ở nữ, anh tuấn ở nam, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng. Họ thường chủ trương, nhân chi sơ, tính bản thiện, vì thế sẵn sàng bao dung với tất cả mọi người, cũng hay làm việc thiện. Người mệnh này tác phong nhanh nhẹn, song cũng dễ thay đổi như cơn gió, cảm xúc hay thay đổi, lúc thế này, lúc lại thế khác. Nhược điểm khác của họ chính là cố chấp, không chịu khuất phục dù mình đã sai, vì thế mà dễ đắc tội với người khác. Tuy nhiên, xem tính cách của người mệnh mộc thì người mộc vượng sẽ cứng rắn hơn, không dễ dàng dao động, đã quyết định việc gì là không từ bỏ, thà làm mộc nát còn hơn ngoái lành. Nhất là người thuộc mệnh tàng đố mộc như Nhâm Tý, Quý Sửu thì có tính cứng đầu, cố chấp vô cùng. Bù lại thì không phải lúc nào họ cũng khó chịu như vậy. Vì thông minh nên mộc rất biết cách làm việc cùng người khác. Họ còn rất tự tin và chăm chỉ, biết thấu hiểu lòng người, lại có tài xã giao nên rất dễ thành công. Người này dũng cảm gan dạ, cũng có nhiều tham vọng, có khi thể hiện mình là người không sợ trời, không sợ đất mà còn có phần nóng tính. Đây cũng là những điểm mà mệnh chủ cần phải sửa đổi, có thể chế ngự được nóng giận, vạn sự tốt lành. Nữ mệnh mộc có tính cách có phần ngây ngô, dễ tin người, còn hay gây chuyện với người khác. Thực ra, đó là vì họ đầu óc đơn giản, có khi người khác nói một đằng mà hiểu một nẻo. Khi hiểu ra vấn đề thì không để bụng nữa. Tuy nhiên, có một vấn đề là nữ mệnh cần phải khắc phục, đó là tính bốc đồng. Đừng cho rằng ai ai cũng tốt tính mà bỏ qua cho mình hết lần này tới lần khác.
Dù sao, bạn cũng là người sai, người đối lý, mệnh mộc hợp với mệnh gì? Người mệnh mộc là những người sinh vào các năm Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Tân Dậu, Canh Thân, Nhâm Tý, Kỷ Sửu, Kỷ Hợi, Nhâm Quý, Quý Sửu, Kỷ Hợi, Mậu Tuất, Tân Mão, Canh Dần, Quý Mùi, Nhâm Ngọ. Trước khi xét mệnh mộc hợp mệnh gì, chúng ta cần biết được mối quan hệ tương sinh của mệnh này. Theo thuyết ngũ hành, có 5 mối quan hệ tương sinh sau. Thủy sinh mộc, cây cối phát triển là do nước cung cấp nguồn dinh dưỡng cho cây cối. Mộc sinh hỏa, khi cây cối bị đốt cháy sẽ sinh ra lửa. Hỏa sinh thổ, sau khi cháy hết, lửa hóa thành tàn tro nhập vào đất. Thổ sinh kim, đất là nơi phát sinh và tích tụ của kim loại. Kim sinh thủy, sau khi kim loại bị nóng chảy sẽ sinh ra thủy. Vậy nên, ta có thể thấy được rằng mộc sinh sôi, phát triển là do thủy. Tuy nhiên, nếu thủy quá nhiều sẽ dẫn đến mộc bị tồn vong. Tuy nhiên, thủy vẫn được xem là hành sinh của mệnh mộc, sẽ giúp cho mệnh mộc lớn mạnh hơn. Bởi vậy, mệnh mộc sẽ hòa hợp với mệnh thủy, hỏa và chính mệnh mộc. 5. Mệnh mộc khắc mệnh gì? Dựa theo quy luật tương khắc trong ngũ hành, ta có thể thấy rằng mộc khắc thổ, thổ khắc thủy khắc hỏa khắc kim và kim khắc mộc. Cứ như vậy mà chúng ta đã có câu trả lời cho mạng mộc khắc mạng gì? Đó chính là mệnh thổ và mệnh kim. Mộc khắc thổ giống như cây hút chất dinh dưỡng từ đất, khiến đất khô cằn. Nhưng nếu đất nhiều chèn ép lên cây thì cây cũng chết. Mộc khắc kim, cây lớn có thể làm đồ cúng bằng kim loại, cũng méo mó khi gãy đổ vào. Nhưng nếu kim dùng là đồ kim loại, kim khí như cưa, rìu thì hoàn toàn có thể đốn gục cây. Từ mối quan hệ khắc chế, ngăn trở giữa các mệnh có thể tìm ra cách để cân bằng cuộc sống sao cho tốt nhất. Những người mạng mộc nên làm nghề gì? Nghề nghiệp cũng có thể phân theo ngũ hành. Người mệnh thuộc mộc nếu là nghề thuộc ngũ hành mộc và ngũ hành thủy thì có thể phát huy được hết khả năng của mình và dễ dàng giành được thành công hơn. Nghề thuộc ngũ hành thủy có đặc tính là trí tuệ, lưu động, song có tính hàn. Có nghề thuộc ngũ hành mộc lại mang tính giáo dục hay tôn giáo, ẩn chứa lòng trắc ẩn, có liên quan đến thực vật, sự sinh sôi nảy nở. Mệnh mộc hợp màu gì, kỵ màu gì? Tông màu xanh là màu sắc của người mệnh mộc. Ngoài ra, kết hợp với tông đen, xanh biển sẫm, thủy sinh mộc. Màu xanh là màu mộc, xanh có nhiều sắc độ, từ cốm nhạt đến xanh lá đậm. Tạo một cảm giác mát mẻ và gần gũi với thiên nhiên, nhất là trong các màu. Trời mùa hè nóng nực, sơn màu xanh là một trong những cách để giữ sự thoáng đãng cho căn nhà của bạn. Màu xanh còn gợi sự bình yên và êm ả cả về tâm hồn. Nếu được chọn màu sắc kết hợp với mệnh mộc thì bạn sẽ có một sức khỏe tốt, ít khi bị bệnh tật, hơn nữa tiền bạc, tài lộc cũng được thịnh vượng, công danh, sự nghiệp ngày càng thăng tiến và phát triển. Quan trọng hơn là nó còn có tác dụng tránh được vận rủi ro, tà khí có thể xảy ra với chủ nhân. Vàng sậm, nâu đất, trắng bạc, vàng nhạt là những màu kỵ nên tránh bởi nó sẽ mang đến những điều xui xẻo. Tuy nhiên, nếu có lỡ sử dụng một vài đồ vật có màu này thì cũng không nên hẳn là quá xấu, nhưng nó tiết chế nào đó sự may mắn, thành công, giàu sang của người mệnh mộc. Mệnh mộc nên mua nhà hướng nào? Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà là ba chuyện lớn trong đời người, đủ để thấy việc xem hướng nhà là vô cùng quan trọng. Vậy hướng mệnh mộc mua nhà hướng nào tốt? Đó chính là nhà hướng Bắc là tốt nhất. Đó là hướng của hành thủy, sẽ mang lại may mắn cho mệnh chủ. Nếu không tìm được nhà hướng này thì có thể chọn nhà hướng chính đông cũng tốt không kém. Song mệnh chủ cần nhớ rằng có những hướng nhà không hợp với mình như hướng chính tây. Mạng mộc hợp với hướng nào, nên bố trí nhà ở như thế nào? Trong phong thủy nhà ở, mỗi một căn phòng trong nhà lại cần áp dụng phong thủy khác nhau. Ví dụ, với phòng khách có người mệnh mộc thì gia chủ có thể để cửa thuộc hướng đông, nam hay đông nam để tốt cho đường công danh, sự nghiệp. Còn với phòng ngủ, mộc chủ nên chọn hướng bắc hay nam, đông nam làm hướng đặt giường ngủ hay cửa phòng ngủ. Bàn làm việc hay phòng làm việc của mệnh này nếu quay về một trong các hướng đông bắc, tây, tây nam, tây bắc là tốt nhất. Không nên để bàn làm việc thẳng với cửa phòng, sẽ mất mát tiền của. Khi làm nhà bếp thì nên đặt cửa theo hướng cửa chính, nên sử dụng nhiều vật dụng làm bằng gỗ hay có màu nâu, xanh lá trong bếp, cố gắng hạn chế đồ kim loại. Cây gì hợp với người mệnh mộc? Những người mệnh mộc hợp với cây gì? Mộc là gỗ, là cây, vì thế người ta thường nói mệnh mộc trồng cây sẽ rất tốt.
Nhưng về việc trồng cây gì hợp với mệnh mộc thì có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, có thể thấy phần lớn những cây có màu xanh lá sẽ hợp với mộc chủ, cây có hoa đỏ, hồng, tím thuộc hành hỏa cũng vậy. Với những cây có hoa màu trắng thuộc hành kim thì tốt nhất mộc chủ không nên trồng. Gia chủ nên trồng cây trong chậu gỗ, chậu sành hoặc chậu làm từ mây che đan sẽ tốt hơn là chậu nhựa. Nên đặt trong nhà từ 3 đến 8 chậu cây cảnh. Ngũ hành mộc nên mua xem màu gì? Xét theo ngũ hành sinh khắc thì mộc hợp với thủy, đó là màu tương sinh cho mệnh này. Người thuộc ngũ hành mộc khi mua xe có thể chọn xe theo màu thuộc hành thủy. Ngoài ra, màu xanh lá là màu bản mệnh của mộc chủ, mua xe theo màu này cũng rất tốt. Tuy nhiên, nếu xe màu thuộc hành kim thì sẽ không được tốt cho lắm. Mạng mộc hợp dùng đá phong thủy nào? Điều này cũng được quyết định theo ngũ hành sinh khắc. Mộc sinh thủy, đá quý mang tính thủy như aquamarine, đá thiên thạch, obsidian, thạch anh đen, thạch anh khói đen, đá mắt hổ xanh đen tốt cho mệnh chủ mộc. Thạch anh tóc xanh, jade, ngọc cẩm thạch, ngọc bích, nephrite, serpenti, sapphire xanh lá là những loại đá quý thuộc hành mộc cũng sẽ bổ sung thêm các khí cho người mệnh này. Mộc khắc chế thổ, hút năng lượng từ thổ nên có thể sử dụng đá quý phong thủy thuộc hành này cho những người thuộc mộc như đá mắt hổ vàng nâu, thạch anh vàng, mã não vàng. Mệnh khuyết mộc là gì? Ai là người mệnh khuyết mộc? Mệnh khuyết mộc là người mà mộc suy. Người mệnh khuyết mộc thường sinh ra vào mùa thu trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 7 tháng 11 dương lịch, bát tự kim vượng mộc suy. Những người mệnh khuyết mộc cần phải tăng thêm yếu tố mộc trong cuộc sống của mình hoặc dùng hỏa hay thủy để tiết chế bớt vượng khí kim thì sẽ tốt hơn, có thể bổ sung qua cách ăn uống, trang phục hay trang trí nhà cửa. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.